Vâng ạ, và cũng liên quan tới câu chuyện này thì một sự việc hy hữu cũng vừa được chia sẻ từ vụ án đường dây bán dâm do cựu tiếp viên hàng không Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, cầm đầu bị triệt phá. Khi tên đầy đủ của Hạnh được công khai thì nhiều người mới thắc mắc và cho rằng có người viết sai từ họ Võ thành Võ. Vâng ạ. tuy nhiên theo thống kê về các dòng họ của Việt Nam thì hiện nay không có thông tin về họ Võ qua vụ việc trên mà mới được biết vào năm 2013, thì ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long, phát hiện đã xảy ra sự việc là hơn 1.000 người dân bị cán bộ tư pháp hộ tịch xã viết sai dấu hỏi và ngã trong giấy khai sinh do quen tay. Theo đó, nhiều người họ võ bị ghi thành vỏ, họ nguyễn bị ghi thành nguyễn, họ đỗ ghi thành đổ. Ngoài ra những tên đệm như là hữu bị ghi thành hữu, mỹ thì bị ghi thành mỹ người ghi sai tên họ của hơn một nửa dân xã Phú Thịnh là cán bộ tư pháp, hộ tịch, làm việc từ năm 1994 đến năm 2004. Thời điểm phát hiện sự việc, người này đã nghỉ hưu được 3 năm. Trao đổi với báo chí, người này cho rằng gây ra sự việc là do viết sai chính tả quen tay. Khi sự việc bị phát hiện, không ít người đã phải ra xã, huyện nhiều lần để chỉnh lý lại họ tên cho đúng. Nhiều người khác thì ngại phiền hà nên cứ để vậy cho đến nay. cũng theo ông Trần Văn Ân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thời điểm mới phát hiện sự việc thì rất nhiều người bị ảnh hưởng, khó khăn khi làm các thủ tục. Chuyện xảy ra đã lâu, người dân bị ảnh hưởng đã điều chỉnh lại đúng họ tên hoặc đồng bộ thông tin với tên khai sinh bị sai. Đến nay thì không còn ai gặp khó khăn trong việc làm thủ tục.